Ngay sau đây sẽ là tiểu mục cà phê hotline để chúng tôi tiếp nhận những phản hồi từ phía quý vị khán giả thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0901812999. Thưa quý vị, mới đây thì ban biên tập chương trình Hotline VTC9 đã nhận được phản ánh của một khán giả tại quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội. Vị khán giả này thường xuyên di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị và đã phát hiện ra rằng tình trạng xe tải hoạt động bất kể ngày đêm, không đúng thời gian quy định cũng như là đe dọa tới tình trạng an ninh giao thông tại đây. Cụ thể tại tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, xe hổ vồ hàng ngày ngang nhiên chạy trên phố bất chấp thời gian sáng, trưa và 7 giờ tối. Thực trạng trên khiến cho nhiều người tham gia giao thông trên khu vực này cảm thấy rất bức xúc và lo ngại mất an toàn giao thông. Điều đáng nói là dù diễn ra ngang nhiên, song các xe này lại không bị lực lượng chức năng xử phạt. Gửi phản ánh tới chương trình, khán giả rất mong muốn lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông quận Hoàng Mai sẽ vào cuộc để chấn chỉnh tình trạng này.